Hello các bạn ơi, hôm nay mình một mình đi vào rừng cát hoa nơi thanh vắng này, không có một bóng người, chỉ có một mình thôi các bạn ơi. Các bạn thấy có nguy hiểm không? Đây mời các bạn xem. Rất nguy hiểm. Đây, cái hoa mình cắt đây. Mình lấy cái này mình cắt đây. Và hoa mình cắt đây các bạn. Đây mình cắt đây. Và đây cái hoa này. Rất là nguy hiểm nhưng mà mình đánh liều thôi bởi vì không có tiền. Vừa rồi mua cái điện thoại đi vay tiền, nhắm mắt nhắm mũi đi vay tiền mua. Nhưng bây giờ phải đi bươn chải để lấy tiền trả nợ các bạn ạ. Bởi vì mình đi nhặt vỏ chai vất vả lắm mà chẳng được bao nhiêu cả. Bây giờ mình phải xoay, mình phải đi cắt hoa để đi bán đây các bạn. Mà vào trong rừng rất là vắng, không có một bóng người. Nguy hiểm dã man ấy. Đấy các bạn nhìn này, toàn cây cỏ. Toàn cây cỏ thôi. Đấy. Đây mình cắt đây. Cây của nó đây. Để cắt về xong rồi nhặt gai rồi bó thành bó để mang ra chợ bán. Và những lúc mình mà bó xong rồi mình đi bán thì mời các bạn xem nhé. Và bây giờ mình sẽ cắt tiếp, không có ai quay cho nên mình tự quay. Thế là không thể vừa quay vừa cắt được các bạn ạ. Đây. Cái cành mình đã cắt đây. Rất là nguy hiểm các bạn ạ. Thanh vắng không một bóng người luôn. Chỉ một mình thôi. Và trong rừng này cũng rất là rậm. Các bạn có nghĩ rằng ở Đức mà có rừng rậm như thế này không? Mình nói mình không dám nói to nữa. Nói to cũng sợ là xung quanh có cái gì nó đến thì chết. Nên mình rất là sợ. Mình phải nói rất là nhỏ thôi. Mà cũng không biết là ở đây có thú dữ không nữa. Nên là nguy hiểm lắm các bạn ạ. Một mình lọ mọ. À, bên kia là cái sông. Không dám nói to. Nói to sợ thú dữ nó nghe tiếng. Nó đến. Đấy. Mời các bạn nhìn. Mà đi cắt tối thì sợ lắm các bạn ạ. Bây giờ nó sáng nhưng mà vẫn còn không có người như thế này. Nên là tối là rất là sợ. Ok nhé, để mình lại cắt tiếp nhé các bạn nhé. Nó gai lắm các bạn ạ. Nó gọi là hoa nhưng nó là cái quả, cái cây hồng. Cây hồng quả nó nhỏ nhỏ. Thế là mình cắt mình bó thành bó hoa mình đi bán. Thì khi mà mình bó thành bó rồi mình đi bán thì mình mời các bạn xem. Nhưng mà đây này, mà trong này các bạn biết không? Ở cái cỏ này này là nó rất nhiều những cái con chét kèn ấy. Con chét kèn nó độc ấy, là nó cắn cũng khiếp lắm. Rất là sợ. Mà cỏ này rất là nhiều chất kèn, rất là sợ. Nhưng mà thôi, vì kiếm tiền thì mình phải liều đấy các bạn ạ. Chất kèn rồi thú dữ. Rồi không may có một người nào đó đến đây mà nó thấy mình một mình thì nó hiếp thì sao, cũng rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm các bạn ơi. Mình tiếp tục cắt nhé các bạn nhé. Xong rồi mình lại quay cho các bạn xem nhé. Ôi ôi các bạn ơi, có tiếng thở, có tiếng đột sột soạt, không biết là người hay là thú dữ các bạn ơi. Rồi rắn rết nữa. Mình đang cắt mấy cành nào mình sợ quá các bạn ơi. Một tiếng động mạnh là mình đã run rồi. Đây này, toàn cây cỏ rậm rạp thôi. Ôi sợ quá các bạn ơi. Không cắt thì không có tiền, không có hoa. Mà cắt thì giờ sợ quá, không biết làm nào đây các bạn ơi. Ôi, có tiếng thở. Có tiếng động mạnh. Ôi dồi. Các bạn thấy không? Không một bóng người. Cả tiếng chim kêu cũng không có.
Ôi sợ quá. Có tiếng động mạnh các bạn ơi. Sột soạt, sột soạt, sột soạt. Sột soạt đi. Có tiếng sột soạt các bạn ơi. Ôi chắc là mình phải đi về thôi. Sợ quá rồi các bạn ơi. Đấy, các bạn có nghĩ rằng ở Đức mà có cái cánh cái rừng nó vắng như thế này không các bạn? Toàn là cây thế này không các bạn? Ôi sợ quá. Các bạn ơi, đây có người đàn ông thấy mình vào đây này. Bây giờ có mỗi mình với ông ấy. Không biết là giải quyết sao đây. Rất là nguy hiểm đấy các bạn. Sợ quá, đang ra ngó mình đây này. Không biết là mình làm nào đây. Trong rừng chỉ có mình với ông ấy thôi. Nguy hiểm quá đây các bạn nhìn này. Toàn cây cối rậm rạp. Cây tốt, cây nhỏ, cây to đây. Sợ quá. Ông ấy vẫn đứng kia, ông nhìn mình. Dắt xe đạp. Tại sao lại có người cũng lọ mọ đi vào đây trong rừng này? Mình nghĩ chỉ có một mình thôi. Đấy, cũng ra cắt cắt này, cũng ra rung rung cái cây hoa mình cắt này. Giống như mình cắt kìa. Toàn cây cối rậm rạp. Cũng đi vào đây làm gì không biết. Sợ quá. Không biết ông ấy định hành động gì đây. Mình chưa đi ra, mình đang vẫn đang đứng đây. Đây, người đàn ông đang hỏi mình nhé. Đang định có ý định gì đấy các bạn này. Đang định có ý định gì đấy. Đang hỏi mình nhé. Sợ quá. Vẫn đang đứng kia. Các bạn ơi, mình được cắt được hai túi hoa này. Cắt được hai túi này đang chuẩn bị đi về thì gặp người đàn ông. Họ đi xe đạp vào đây. Ôi dồi ôi, sợ quá. Một cái rừng rậm như thế này. Không một bóng người mà cũng có người đàn ông người ta mò vào. Sợ quá các bạn ơi, bây giờ mình phải đi về vội thôi. Không biết là sợ lắm. Thanh vắng lắm, không có một ai, không có một người nào. Chỉ có mình thôi. Mà mình rất sợ thú dữ. Rồi ở Đức này nó có cái con chết kèn rất là sợ. Chết kèn này, thú dữ, rắn rết này. Mà mình không ngờ lại có một người đàn ông họ đi vào đây. Thế nên bây giờ mình phải đi về nhanh thôi các bạn ơi. Đi về thôi, sợ lắm. Các bạn ơi, mình phải đợi cho cái người đàn ông này nó đi đã. Nó đứng đây. Nó săn mình sợ lắm, mình đang nấp ở bụi cây. Nó thấy mình cầm điện thoại, chắc là nó cũng nghĩ là mình gọi công an nên nó cũng có vẻ chần chừ các bạn. Nó nghĩ là mình gọi công an nên nó cũng có vẻ chần chừ các bạn ạ. Không biết thế nào. Mình lo lắm các bạn ơi. Bây giờ mà có chuyện gì thì kêu ai được bây giờ? Không có một bóng người, chỉ có cây thôi, cây cối rậm rạp. Sợ lắm. Mình ngồi đây mình lấp để chờ cho nó đi đã. Không biết nó có đi không hay nó đợi mình. Các bạn ơi, làm nào bây giờ? Sợ quá. Đấy các bạn ơi, bươn chải kiếm tiền không đơn giản nữa. Ôi chết rồi. Mình nghĩ là trong rừng rậm này không có người vào, thế mà cũng có người. Mà đàn ông như một người mới chết chứ. Nếu mà nó đông thì mình không sợ. Một người. Không hề có một bóng người ở đây.
Nếu như có nhiều người qua lại thì mình không sợ, không có ai cả. Đây, các bạn nhìn mà xem, toàn cây là cây thôi. Chỉ có cây và cây, không có một cái gì khác. Ôi, sợ quá các bạn ơi. Chắc lần sau mình chả dám vào đây nữa đâu. Ôi các bạn ơi, cứu mình với. Không biết nó đã đi chưa, nó cứ ở ngoài kia nó đợi mình. Ok, mình thử đi vào xem nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, đây hai túi hoa của mình đây. Một hồi sợ hãi, đi 20 phút thì cũng ra được đến đường, nhưng mà không còn bóng người. Đây các bạn nhìn này, 20 phút sau từ trong rừng ra mới không gặp một bóng người nào các bạn ơi. Hai mươi phút từ trong rừng mới mò ra đến đường, nhưng mà ngoài đường cũng vắng lắm, không có ai cả, không có một bóng người nào hết ấy. Mình rất là sợ nó đón đường, nhưng mà thôi mình cũng liều đi thôi. May mà nó cũng còn sớm các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đi tiếp 10 phút nữa vẫn không gặp người. Các bạn ơi, ra ngoài đường, đi bộ từ trong rừng ra đến ngoài đường là 20 phút, và từ ngoài đường mình đi thẳng tiếp 10 phút, gần 15 phút rồi cũng vẫn không có một bóng người nào các bạn ơi. Đây các bạn nhìn, bên ngoài này là đường, bên trong này là rừng, nhưng mà đường đây người ta ít đi lắm, bởi vì nó ở khu rừng mà các bạn. Người ta rất là ít đi các bạn ơi. Và còn cái người xe đạp thì không biết là họ đâu, hay là họ đón đường mình ở chỗ nào thì mình không biết nữa. Họ chờ cơ hội thì mình không biết, mình cũng rất là sợ. Và các bạn có thể là đi cùng với mình nhé, đi cùng với mình để xem là cái người đàn ông họ xử lý như nào nhé. Ôi các bạn ơi, nhưng mà một tay mình xách hai túi, một tay cầm máy nặng lắm các bạn ạ, mình không cầm được. Mình đành phải là tắt đã, chờ tí nữa có gì mình lại thông báo các bạn sau nhé. Mình thì đau. Mình đi một đoạn đường khá là dài mới vào được đến rừng các bạn ạ, vừa đi vừa nghỉ. Đi được nửa tiếng rồi, vẫn không gặp người các bạn. Và đây ngoài đường đây, đường đây, xa xa kia là có một cái gì rồi đấy, cái quán đấy, nhưng mà còn xa lắm các bạn ạ. Còn xa thì vẫn không gặp người các bạn, mà chỉ thấy cây cối, rừng rậm. Cái chỗ này thì đỡ hơn cái chỗ lúc nãy mình vào. Đây, không gặp một bóng người các bạn. Mà bây giờ là 6:30, có nghĩa là 18:30 buổi tối ở Đức rồi. Nhưng mà bây giờ mùa này thì nó vẫn còn sáng các bạn. Hơi có hạt mưa, còn hơi có hạt mưa nữa. Bây giờ mưa không biết là mình trúi ở đâu đây. Cơn mưa cũng rất là đen các bạn. Các bạn nhìn kia, xa xa kia, cơn mưa đen xì luôn. Đấy, cơn mưa đen xì mà mình không thể cố được đi nhanh được, bởi vì chân mình đau lắm, mình vừa đi vừa nghỉ các bạn ạ. Bây giờ hôm nay đi sao lại đen thế cơ chứ. Thì tất nhiên là mình cắt được hai túi hoa này rồi, nhưng mà gặp người đàn ông họ đi xe đạp, họ định khả khịa mình, họ định làm gì thì mình không biết, nhưng mà may quá mình thoát. Mà mình phải đi ra, vừa đi vừa nghỉ các bạn ơi. Và bây giờ là gần 7 giờ tối ở Đức rồi. Xa xa cái cơn mưa kìa, cơn mưa đen xì kìa. Cây cối thì rậm rạp đây, không một bóng người, mà lại có hạt mưa túc tắc kìa các bạn. Mà mình thì chân đau, mình cứ phải vừa đi vừa nghỉ, không thể đi nhanh được các bạn ạ. Và đi ra ngoài đường là gần một tiếng thì mới có tàu điện để đi về. Ok, bây giờ mình đi về tiếp các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ thở phào nhẹ nhõm. Mình cũng đã, sau gần một tiếng thì mình cũng đã đi ra đến bến tàu. Và bây giờ đang đợi tàu đây, có một người đang đợi tàu đây các bạn. Đợi tàu để đi về. Đây cái nhà để ngồi để chờ tàu đây. Đấy, các bạn mừng cho mình nhé.
Ôi giời, thở phào nhẹ nhõm với cái người đàn ông đấy, sợ quá. Kìa, cơn mưa vẫn sầm sì các bạn. Ôi giời, sợ quá. Mình thở phào nhẹ nhõm các bạn ơi. Các bạn mừng cho mình nhé. Đi bộ vừa sợ vừa mệt, vừa chân đau. Chân đau quá. Đây là cái một cái nơi mà cuối cái đường tàu nên là nó cũng vắng lắm các bạn ạ. Nhưng mà cũng không sợ. Nó hơn là trong cái trong rừng hẻo lánh kia các bạn. Đây. Mình phải ngồi tí đã các bạn ơi. Mỏi quá, chân đau, mày quá. Đi bộ vừa đi vừa nghỉ bây giờ có cái ghế để ngồi. Rồi các bạn ơi. Kiếm ăn miếng cơm manh áo các bạn. Không đơn giản một chút nào. Đấy, các bạn nhìn đấy. Thành quả của mình hai túi cắt hoa. Mình về mình sẽ làm hoa để mình làm thì mình sẽ cho các bạn xem. Cho các bạn xem nhá. Đây. Cơn mưa sắp mưa rồi mà may quá mình là ở bến tàu rồi, mình không sợ nữa. Nãy đang ở trong rừng thì mưa. Bây giờ vẫn có hạt mưa lất phất các bạn. Vẫn hạt mưa lất phất. Nhưng mà bây giờ là ngồi chờ tàu. Dù có 2 tiếng nữa mới có tàu cũng cứ ngồi đợi thôi các bạn ạ. Không đi bộ nữa, đau chân lắm rồi. Đây, có một cô gái là ngồi chờ tàu đây, cũng đang ngồi đây. Vắng lắm các bạn ạ. Vì nước Đức nó đã vắng sẵn rồi mà hôm nay lại chủ nhật, vắng vẻ. Vắng vẻ mà mình nghĩ là mình vào trong rừng nên là không có ai, chỉ có mình. Thế mà lúc mình chia sẻ với các bạn là mình bảo bây giờ mà gặp người đàn ông thì đúng là mình chết. Mình không biết kêu ai mà đúng là gặp người đàn ông thật. Mà may quá người ta không giở trò các bạn ơi, sợ quá. Vì cái chuyện ấy xảy ra ở nước Đức rất là nhiều các bạn ạ. Bởi vì là người nước ngoài sang Đức rất là đông mà toàn đàn ông thôi. Bây giờ thiếu đàn bà. Nó làm cái trò sằng bậy rất là nhiều. Rất là nguy hiểm các bạn ạ. Sợ lắm. Ôi, nước Đức này ngày xưa rất là thanh bình, rất là thích. Như từ ngày mà nước ngoài vào nhiều các bạn, là nó rất là nhũng loạn về đàn ông. Đàn ông nó thiếu đàn bà. Nó thiếu đàn bà cho nên là nó làm cái trò sòng bậy nhiều lắm. Cơn mưa kia các bạn. Mà ngoài đường chính rồi thỉnh thoảng vẫn có người lác đác đi các bạn. Ok, để mình đợi tàu. Các bạn ơi, bây giờ tàu đang đến. Kia tàu đang đến và mình sẽ lên tàu đi về các bạn nhé. Đây, tàu đang đến đây các bạn. Các bạn mừng cho mình nhé. Đã không có vấn đề gì xảy ra nhé. Mọi cái an toàn nhé các bạn nhé. Đấy, tàu đấy. Tàu đây và mình sẽ lên tàu, cái tàu này các bạn nhé. Ok, để mình lên tàu đã. Mình vẫn rất là may. Vừa mới xuống tàu để đi về đây thì là hạt mưa dày các bạn này. Mưa dày. Đây các bạn không nhìn thấy nhưng mà trời này. Các bạn nhìn trời. Mưa dày, may quá. May thế chứ nhỉ. Mình xuống mình vẫn là may. Và mình về nhà rồi các bạn nhé.